chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn có những phút giây thư giãn thú vị khi tìm hiểu về những ngôi sao mà mình yêu thích. Hôm nay, hãy cùng Showbiz News cập nhật thông tin mới nhất, nóng hổi nhất về sự tương đang lùm xùm nhất xứ Trung trong năm qua của nàng tiểu hoa Trịnh Sảng. Trường Hằng đã viết một bài báo dài lại đâm Trịnh Sảng một lần nữa. Trịnh Sảng càng lộ rõ là một kẻ cặn bã. Đặc biệt, anh đã tiết lộ một câu nói chơi chẽn mà Trịnh Sảng đã buông ra. Từ hôn anh ấy thì đã sao? Tuần qua trên các trang mạng xứ Trung tràn ngập thông tin bê bối tình ái của Ngô Diệc Phàm. Những tưởng chủ sở hữu rượu dưa lớn đầu năm 2021 là Trịnh Sảng bị người ăn dưa lãng quên. Thành thật mà nói, không rõ Ngô Diệc Phàm tinh tởm hay Trịnh Sảng tinh tởm hơn. Nhưng nam nữ bình đẳng, chuyện Ngô Diệc Phàm đã bị rất nhiều cô gái cầm dao đâm và cách cư xử của Trịnh Sảng cũng không thể tệ hơn. Chỉ xong chưa đầy 2/3 năm 2021, các ngôi sao thuộc mọi tầng lớp đã lần lượt sụp đổ. Trương Hằng không thể ngồi yên vì sự trung thủy của Trịnh Sảng. Và sáng ngày 20 tháng 7, một bài viết đến Trịnh Sảng với 1.200 từ đã xuất hiện trên nền tảng xã hội của Trương Hằng. Anh đã đăng một số đoạn chat để phản pháo, đồng thời buộc tội Trịnh Sảng đã nói dối. Một lần nữa cho thấy cô sẵn sàng từ bỏ việc nuôi nấng và coi trời bằng vung, dùng tiền mua chuộc bê bối. Anh cáo buộc Trịnh Sảng không trung thủy đã hôn bạn trai cũ của cô và bị nghi ngờ là gian dối. Cuộc chiến giữa hai người đã trở lại. Trong bài viết, Trương Hằng lần đầu nói rõ hơn về vấn đề từ bỏ việc nuôi dạy con cái của Trịnh Sảng và trực tiếp phủ nhận thông tin cô đưa ra. Nhưng đứa trẻ không thể trở về nước do dịch bệnh, vì vậy cô không còn cách nào khác nên từ bỏ việc nuôi dạy con. Trương Hằng đã đăng nhật ký trò chuyện giữa anh và Trịnh Sảng. Điều đó chứng tỏ rằng Trịnh Sảng đã có ý định bỏ rơi con vào tháng 10 năm 2019. Sau đó, Trương Hằng nói rằng Trịnh Sảng không tôn trọng công việc của mình và cô ấy là một diễn viên khiến đạo diễn cảm thấy buồn. Trước đây, Trương Hằng và bạn bè của anh ấy đã nhiều lần cho rằng Trịnh Sảng chật bánh, nhưng họ không tiết lộ bất kỳ bằng chứng nào. Trong bài viết đến Trịnh Sảng lần này, Trương Hằng lần đầu tiên đưa ra một câu nói của Trịnh Sảng chứng tỏ sự chật bánh của cô ấy. Bằng chứng do Trương Hằng tiết lộ thậm chí gây sốc, câu nói của Trịnh Sảng: "Tôi hôn anh ấy thì đã sao? Chúng tôi đã từng có thời gian ở bên nhau." Câu nói này của Trịnh Sảng được cho là một sự xác nhận cho sự phản bội của cô trong tình yêu. Hơn nữa, theo hồ sơ trò chuyện do Trương Hằng công bố, đã cảm thấy Trịnh Sảng đầy hương trà. Rõ ràng cô đã cắm sừng cho Trương Hằng và trong lời nói của cô liên tục nhấn mạnh: "Bạn không nên bắt nạt tôi." Bức ảnh cuối cùng của Trương Hằng thú vị hơn, đó là những khuyết điểm của Trương Hằng được Trịnh Sảng liệt kê. Trương Hằng buộc tội Trịnh Sảng: "Ai là kẻ bạo hành gia đình trong miệng luật sư của bạn?" Hành vi của Trịnh Sảng bị cư dân mạng chế giễu là cái bẫy tự gây ra. Điều đó có nghĩa là không ai quan tâm đến việc mang thai và bỏ rơi con của cô nữa. Cô muốn tự mình nhảy vào hố lửa thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Trước bài báo tố cáo của Trương Hằng, Trịnh Sảng đã gửi hai blog nhỏ để đáp lại anh ta. Cô tiết lộ rằng cô sẽ viết đơn kiện để bảo vệ bản thân. Vào sáng ngày 20 tháng 7, Trương Hằng đã đăng một số đoạn chat để phản pháo, đồng thời buộc tội Trịnh Sảng. Sau đó, Trịnh Sảng đăng hai bài viết liên tiếp để chọc giận Trương Hằng thông qua Weibo Studio của mình. Và nó đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Nội dung cô viết như sau: "Tôi đã viết đơn kiện, tôi hy vọng lần này có thể bảo vệ quyền cơ bản nhất của mình, không bị xâm phạm." Có vẻ như Trịnh Sảng vẫn chưa muốn từ bỏ để thay đổi danh tiếng hiện tại trong lòng công chúng. Nhiều người hâm mộ đã nhìn thấy Trịnh Sảng đăng bài thông qua trường quay và bày tỏ sự ủng hộ đối với cô ấy trong khu vực bình luận, hy vọng rằng sự thật trong miệng cô ấy có thể được công bố. Sau khi đăng thông qua Studio, Trịnh Sảng đã đăng một bài dài qua tài khoản của mình, phản hồi về những xáo trộn khác nhau trong thời gian này về mối quan hệ giữa Trương Hằng và cô. Điểm qua nội dung chính có thể thấy Trịnh Sảng trong lòng vẫn không cam tâm chịu những lời buộc tội ác ý không có cơ sở. Trịnh Sảng lần đầu tiên xin lỗi công chúng về việc mang thai hộ của mình ngay từ đầu và sau đó đưa ra 3 điểm giải thích như sau. Đầu tiên, cô giải thích rằng cô không thể để lộ con mình vì cô không muốn chúng phải chịu dư luận và rủi ro trong tương lai. Thứ hai, cô lại phủ nhận việc bỏ rơi, nói rằng lý do đứa trẻ chào đời suôn sẻ là do cô ký vào tất cả các giấy tờ. Nếu thiếu chữ ký của một trong hai bên thì đứa trẻ sẽ được gửi đến cơ quan phúc lợi. Thứ ba, tương lai sẽ cho phép những đứa trẻ lớn lên trong một môi trường đủ an toàn, không có những cuộc cãi vã. Trịnh Sảng nhấn mạnh rằng điều duy nhất có thể làm hiện tại là sự chờ đợi và kiên nhẫn, bởi vì một khi các con không ra nước ngoài, chúng sẽ được chú ý và mọi thứ sẽ được phơi bày. Hiện tại, điều cô có thể làm là gác lại mọi việc, tập trung chăm sóc các con, mong các con được lớn lên trong không khí yêu thương. Sau đó, Trịnh Sảng đề cập đến việc đóng phim truyền hình Một Câu Chuyện Ma Trung Quốc, được trả mức cát-xê khủng là 160 triệu nhân dân tệ. Nhưng cô đã phủ nhận,
cô cũng tiết lộ một số chi tiết về quá trình điều tra và cho biết hiện tại cơ quan thuế đã nắm được toàn bộ dòng tài chính công ty của cô và các thành viên trong gia đình, còn dư luận thì chưa thể có kết quả cuối cùng. Sau đó, Trịnh Sảng đề cập tới Trương Hằng và chính thức yêu cầu anh ta ngừng quấy rối bản thân, hy vọng rằng anh ta sẽ không lợi dụng con cái và danh tiếng của cô để thu hút sự chú ý trên Internet. Cô cũng thanh minh rằng cô không có quyền ngăn cản anh ta và con quay trở lại Trung Quốc. Trong vụ kiện về quyền nuôi con, hai bên không yêu cầu cấp dưỡng cho những đứa trẻ. Cuối bài báo, Trịnh Sảng một lần nữa cầu xin các bộ phận liên quan cho cô một cơ hội để khôi phục lại sự thật. Trong suốt 2 ngày qua, cuộc khẩu chiến giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng đã trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Liệu những lời nói của Trịnh Sảng có được lắng nghe nữa hay không? Chúng ta cùng chờ phản hồi chính thức. Thông tin này đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.